Tổng Trọng bị đuổi từ bao giờ? Vào ngày 31 tháng 1, một loạt tờ báo nhà nước đã đăng bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng nhân dịp 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết có tựa đề "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Bài viết dài được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là Đảng ta ra đời đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần thứ hai là Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, hành động cùng công việc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Chỉ cần đọc cái tiêu đề là đã biết, ta tự ca tụng ta. Có thể nói loại bài viết này vô giá trị với việc hoạch định chính sách cho đất nước phát triển. Bởi để đất nước phát triển, cần nhìn rõ và phân tích cả những khuyết điểm, chứ không phải chỉ vẽ ra ưu điểm, rồi tự sướng với những lời văn, chữ viết đó. Khi người mù tả cảnh. Phần 1 của bài viết chủ yếu là ông Trọng ăn mày quá khứ. Thực chất là cuộc chiến năm 1954 đến năm 1975 là không cần thiết. Đảng đã dùng núi xương biển máu của đồng bào để đánh đổi được những gì? Thứ nhất, đổi được đó là sự đói nghèo, lạc hậu và sự độc quyền cai trị của Đảng trên toàn cõi Việt Nam. Ngày nay, người dân Việt Nam bị thế giới coi rẻ, hộ chiếu Việt Nam bị thế giới tránh như tránh hổi, cũng bởi vì Đảng lãnh đạo mà ra. Trước năm 1975, trên thế giới có ba nước bị chia đôi, đó là nước Đức chia làm Đông và Tây, Triều Tiên chia làm Bắc và Nam, và Việt Nam cũng chia Bắc Nam. Nước Đức là may mắn nhất, họ thống nhất trong hòa bình và theo hướng văn minh hóa. Sự khác biệt Đông Tây trước năm 1991 ở Đức là rất lớn, đến nay đã 33 năm đi qua, nhưng dấu ấn Đông Tây vẫn chưa được xóa hẳn. Nước thứ nhì bị chia cắt là Triều Tiên cũng thành Nam Bắc. Sự chênh lệch giữa Hàn Quốc và Bắc Hàn ngày càng lớn. Một bên thì giàu có văn minh, một bên thì đói nghèo, lạc hậu và bị nhồi sọ. Người Bắc Hàn thì buộc phải ca tụng dòng họ Kim, từ ông nội đến bố và đến ông con, mặc dù những người này chính là thủ phạm mang lại sự đói nghèo. Còn Hàn Quốc là quốc gia công nghiệp phát triển. Hiện nay người dân Việt Nam chấp nhận xếp hàng đến hàng giờ ngoài trời giá rét để tranh nhau xin một suất visa đi Hàn Quốc làm lao động chân tay. Qua đó đủ thấy rằng những gì mà miền Nam Việt Nam đã mất là quá lớn. Tuy Hàn Quốc chưa thống nhất nhưng may mắn hơn Việt Nam rất nhiều. Còn Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, người dân cả hai miền đều liều chết trốn chạy khỏi nanh vuốt của Đảng, tạo ra làn sóng tị nạn lớn mà thế giới gọi là thuyền nhân. Nếu Đảng biết lo cho dân, tại sao lại khiến cho người dân phải sợ hãi bỏ chạy đến như vậy? Trên thực tế, những người từng phục vụ dưới chế độ cũ đã bị Đảng trả thù rất tàn bạo. Trại tập trung cải tạo là một loại nhà tù không án mà Đảng lập ra để trả thù chính đồng bào của mình. Tham nhũng hiện nay nhiều đến mức lò đốt đã 10 năm mà không xuể, nhưng ông Trọng vẫn không nhìn ra vấn đề của Đảng. Ngày nay, mỗi dịp Tết đến thì Đảng lại ca bài hòa hợp, hòa giải dân tộc. Tuy nhiên, Đảng vẫn ăn mày quá khứ, vẫn xem những ngày chiến thắng trước chính đồng bào của mình là ngày lễ lớn, thì đấy không phải là hòa hợp, hòa giải dân tộc, mà là Đảng đang chia rẽ dân tộc. Quá khứ đã xảy ra, không thể thay đổi được. Điều cần thiết là Đảng phải nhìn nhận vấn đề thật trung thực, thì khi đó các bên mới có được tiếng nói chung với nhau. Tương lai mới là quan trọng, cần mở mắt ra và nhìn thẳng vào các vấn đề, rằng đất nước đang mất đi cơ hội bắt kịp các nước láng giềng bởi bàn tay cai trị của Đảng. Đổi mới đã 38 năm nhưng mà đất nước vẫn không thể có công nghệ, không có một nền kinh tế mạnh, bền vững là do đâu? Tại sao dân phải chui vào container đông lạnh để mà chạy trốn khỏi Việt Nam mặc dù có thể bỏ mạng giữa đường? Tại sao học sinh bỏ học, giáo viên bỏ dạy để đi xuất khẩu lao động chân tay? Đấy là sự thật ê chề chứ chẳng có thành công nào cả. Ông Nguyễn Phú Trọng năm nay đã 80 tuổi, tuy nhiên ông đã mù từ nhiều năm rồi. Nếu mù đôi mắt thì không đáng sợ, cái đáng sợ là ông đang mù về trí tuệ. Dân Việt Nam còn tiếp tục ngập trong tăm tối vì Đảng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng bị mù từ bao giờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Con kiến giá 20.000 tỷ đồng, hỏi con voi giá bao nhiêu? Theo trang thông tin của Chính phủ Việt Nam, trong năm 2023 đã thu hồi hơn 20.000 tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế, tăng gần 4.500 tỷ đồng so với năm 2022. Đây là con số quá lớn đối với các quốc gia tiến bộ, nhưng sự thật đây chỉ là số tiền rất nhỏ với những gì mà quan tham trong chế độ này thực ăn. Con kiến tham nhũng đã là 20.000 tỷ đồng rồi. Lấy ví dụ như vụ án chuyến bay giải cứu, ông Tuân Sô thông tin cho báo chí biết có khoảng 2.000 chuyến bay và mỗi chuyến bay nhóm này thu lợi bất chính khoảng 2 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà nhóm chuyến bay giải cứu đã móc túi của dân là khoảng 4.000 tỷ đồng. Nhưng khi vụ án được truy tố và đưa ra xét xử, nhà nước đã thu lại của nhóm người này bao nhiêu tiền? Số tiền của các bị cáo cùng gia đình đã nộp để khắc phục hậu quả vào khoảng 135 tỷ đồng và 1,8 triệu đô la, tương đương 180 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà nhà nước thu hồi trong vụ án này chỉ chiếm có 4,5%, một con số vô cùng nhỏ so với thiệt hại. Tương tự, vụ án Việt Á cũng thu về khoảng 4.000 tỷ đồng từ việc ép người dân ngoáy mũi. Tuy nhiên, các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả 2,7 triệu đô la và hơn 107 tỷ đồng, tức là tương đương 175 tỷ đồng, tức chỉ khoảng 4,5% so với tổng thiệt hại mà nhóm Việt Á đã gây ra. Đấy là những vụ án đã bị khui, còn rất nhiều vụ án khác vẫn chưa bị khui thì xem như chẳng thu hồi được một đồng nào. Như vậy, con số thu hồi hơn 20.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng chỉ là con kiến. Còn số tiền tham nhũng lại là con voi. Mà con voi lại vô hình, không thể cân đong đo đếm được. Vụ chuyến bay giải cứu, nhà nước chỉ thu được có 180 tỷ đồng trên tổng số 4.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu cho thấy tỷ lệ thu hồi tiền tham nhũng so với tổng thiệt hại là tương đương nhau. Vậy câu hỏi đặt ra là còn lại 95% giá trị thiệt hại đã đi về đâu? Thực chất, những vụ án tham nhũng bị khui ra là cơ hội cho các cơ quan tố tụng làm án. Đằng sau những vụ án điều tra là những trò ra giá, mặc cả giữa những kẻ giữ quyền tố tụng và bị can. Các quan chức ngành công an, viện kiểm sát và tòa án biết rất rõ những kẻ đang nắm trong tay họ có rất nhiều tiền và sẵn sàng chi để có những bản án thật nhẹ. Đó chính là các cách để bị can và quan chức trong cơ quan tố tụng chia nhau số tiền mà quan tham đã chiếm đoạt. Việc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công cuộc đốt lò chỉ làm có nửa vời. Lấy ví dụ như vụ Việt Á, điểm mấu chốt cần nằm rõ trong vụ này là ai đã sở hữu tới 80% cổ phần của Việt Á. Nó vẫn đang còn nằm trong bí ẩn. Tuy nhiên, đây là vùng cấm mà Bộ Công an không thể động vào. Điều này đồng nghĩa số tiền mà nhóm nằm trong vùng cấm này đã chiếm đoạt không thể thu hồi một xu. Và đó cũng là một nguyên nhân khiến cho số thiệt hại như con voi, nhưng số thu hồi lại như con kiến. Thực ra, vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu là những vụ án lớn, thiệt hại đã thấy rất rõ. Tuy nhiên, mức thiệt hại mà cơ quan điều tra có thể chứng minh được lại không thể nào bằng con số thiệt hại thật sự. Bởi những bị can khi bị bắt, họ sẽ không bao giờ chịu thừa nhận tội lỗi, chỉ khi nào cơ quan tố tụng chứng minh được thì họ mới thừa nhận. Vậy nên số tiền bị chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng ở mỗi vụ án trên là con số tính được, còn mức độ thiệt hại thực sự chắc chắn lớn hơn con số này, nhưng lớn hơn bao nhiêu thì vẫn còn là ẩn số. Vụ Việt Á tỷ lệ thu hồi cũng tương tự vụ chuyến bay giải cứu mà thôi, nó rất ít. Chống tham nhũng và lập ra những vùng cấm là rất nguy hiểm, bởi đấy là nơi quan chức có thể thi nhau chiếm đoạt mà không sợ bị bắt, không sợ bị thu hồi tiền tham nhũng, và như vậy họ càng tham nhũng hơn. Từ đó những kẻ tham nhũng sẽ biết nên chọn theo phe nào để mà được an toàn, để được vào vùng cấm.
Cũng từ đó tham nhũng ngày một tinh vi hơn. Trên thực tế, tham nhũng năm sau cao hơn năm trước, dù ông Trọng chống mạnh như thế nào, đốt lò rực lửa thế nào thì tham nhũng vẫn bùng mạnh hơn ngọn lửa trong lò của ông rất nhiều lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Còn Kiến giá 20.000 tỷ đồng, hỏi con voi giá bao nhiêu tiền. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.